Rồi, hôm nay mình làm video mua bán bò nha bà con. Thì trở lại trại bò của anh Lãm ở Càng Long, Trà Vinh. Anh Lãm ở Lô Cô A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Thì có một số bò giá mềm cần bán nha bà con. Thì ba con đực kem. Thì ba đực kem này khoảng 4-5 tháng nha bà con. Thì ba con này Lãm sẽ đo hạo cho các anh em bà con cùng xem. Thì giá của ba con này là 17 triệu 800 ngàn nha bà con. 4 tháng rưỡi bao được kem, giá rất là mềm. Thời gian vừa qua mình cũng không có ra video nhiều nha bà con, tại vì giá bò hiện nay là giá rất là mềm, giảm sâu, người chăn nuôi đã giảm rất là nhiều, chỉ là mua bán trao đổi số lượng ít thôi. Lãm sẽ đào hạo cho hút cho các em cùng xem. Ba con đực kem này 4 tháng rưỡi có giá là 17 triệu 800 nha bà con. Lãm giao khắp khu vực miền Tây miền ngoài luôn nha bà con. Có chuyến ghép bò thì Lãm sẽ ghép xe, thì Lãm sẽ ghép cho các anh em. Em này muốn mua bò thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp anh Lãm nha, Zalo anh em bà con. Có chân cẳng móng sọ, bò cũng hoàn thiện ngày 4 tháng rưỡi nha bà con. Đó, quay chi tiết cho bà con cùng xem. Bà con nào muốn mua bò giá mềm thì chốt ba con này 17 triệu 800 nha, ba con được kem. Rồi, hôm nay anh Lãm có về một số bò nha bà con, có cặp mẹ con và con bò đực lỡ nữa. Sẽ quay từ từ tới cho con cùng anh em cùng xem nha. Có thích cặp bò nào thì nhanh tay chốt rồi gọi cho anh Lãm nha. Địa chỉ của anh Lãm ở Lô Cô A, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nha bà con. Rồi tới mẹ con nha, mẹ con xin nha bà con. Thì con mẹ này lứa thứ hai. Đó, rất là bóng bò đẹp bà con. Chân cẳng móng sò. Đó, đi đo hạo thước cho bà con cùng xem. Đó, 1,2 mấy nha bà con. Chiều cao chỗ thấp nhất đó ha. Mẹ xin lứa thứ hai. Rồi con nghe đực nha bà con. Nghe đực 5 tháng. Rồi nghe đực 5 tháng. Thì cặp bò mẹ con này anh Lãm kêu là 16 triệu nha bà con. Mẹ xin nghe được 5 tháng rất là đẹp. Thì cặp này thì cũng được này, rất là đẹp, ăn rất là mạnh này bà con. 5 tháng rồi. Đã sừng lú luôn rồi. Cứng bò luôn nha. 16 triệu cặp mẹ con này, 16 triệu bà con. Mẹ lứa thứ hai. Mẹ xin con kem đực. Nó quay xa cho các bà con cùng xem. Thì bò hiện giờ rất là giá rất là mềm nha bà con. Nên mình ít ra video, không có ra. Bà con nào muốn mua thì liên hệ trực tiếp với Lãm anh mới kiếm bò nha bà con. Đó, một con cái kèm tờ 9 tháng tờ tuổi nha bà con.
rất là đẹp bò, bên cận móng sò rất là cao bò nha, 9 tháng. Những cái kem này 9 tháng lãng kêu 9 triệu luôn nha bà con. Đó, anh em nào muốn để nái làm nái nền rất là đẹp nha, cái kem 9 triệu 9 tháng. Nó cao 1m4 luôn nha bà con. Rất là đẹp. Cái kem 9 tháng 9 triệu. Cắn móng sò cao 1m3m4 luôn. Em nào muốn mua về để làm nái nền sinh sản thì liên hệ Zalo của anh Lãm và số điện thoại trên màn hình luôn nha bà con. Cái kem rất là đẹp. Cái cặp tiếp theo nha, cái cặp bò được lỡ nha bà con, một con 3B, một con pháp kem. Con 3B thì 7 tháng đổi, một con pháp kem này là 10 tháng nha bà con. Đó, một cặp bò được lỡ 3B rất là, hình rất là đẹp. B thì khoảng 7 tháng bò nha bà con. Thì mà anh Lãm chưa bán một cặp nè, mua lẻ thì liên hệ trực tiếp với anh Lãm nha. Quay chi tiết và báo giá rồi anh em bà con cùng xem nha. Có đưa hào thước đây. Đó. 1 mét. Chung là ai muốn bắt bò thì vì dỗ béo liên hệ trực tiếp với Lãm nha. Đó, chiều cao bà con cùng xem thấy không, 1m5. Thì cặp bò này một con 3B 7 tháng tuổi, con 10 tháng được lỡ. Thì cặp bò này Lãm kêu là 24 triệu nha bà con. Rồi xin nhắc lại số điện thoại của Lãm, 032 888 0109, số điện thoại Zalo luôn nha bà con. Lãm Alo Coa, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Thì Lãm cũng nha, thường xuyên về rất nhiều bò bán, rất là chạy nha bà con. Thì bà con nào muốn mua bò giá mềm ở khu vực Trà Vinh thì liên hệ với Lãm để đặt bò nha. Và video mình đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt tất cả bà con nha.